Khi mà trở về Mỹ thì thằng Coco nó ghi danh học kiến trúc sư. Sau đó thì nó tốt nghiệp trở thành kiến trúc sư rất là tài ba. Cái hôm đó là ngày rất là đặc biệt, là chuẩn bị bước vào Giáng sinh. Giáng sinh ở xứ Mỹ này nó rất là quan trọng như là ngày Tết Nguyên Đán của mình. Mà nó đặc biệt hơn nữa là Asuk, anh được điều đến tiểu bang Ohio để giảng dạy bên đó trong một cái thời gian ngắn là 6 tháng. Ashima, chồng cô muốn cô đi theo nhưng mà cô lại từ chối đi theo chồng. Đó cũng là một cái điều dễ hiểu cho một người phụ nữ mà có tư tưởng bảo thủ như cô. Phụ nữ mà truyền thống bảo thủ thì họ không bao giờ họ muốn là bày tỏ cái tình yêu bằng cách là lúc nào cũng lẻo đẻo, là đeo dính bên chồng như hình với bóng. Tức là chặt không đứt bước không rời, một bước cũng phải đi theo chồng mình bên cạnh sáng tối bên nhau. Tức là cái người phụ nữ đông á, hy sinh chiều chồng thương con thì bao giờ cũng coi cái chuyện mà chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con cái nó quan trọng hơn cái chuyện mà tình yêu trai gái vợ chồng. Do đó mà cô từ chối đi theo chồng cô, mà cô chọn là ở nhà để coi sóc nhà cửa với lại ở gần hai đứa con. Mặc dù hai đứa con nó đâu có ở với cô ngày nào. Ở bên xứ Mỹ mà các bạn, đúng 18 tuổi là tuổi dọn ra ngoài hết trơn rồi, nhất mà có việc làm. Nó có tiền, nó trả tiền nhà, nó trang trải được hết sinh hoạt phí, thì nó không có thích ở chung với cha mẹ, nó gò bó. Nó thích ra ngoài, nó có tự do. Thì hai đứa con của cô nó không ngoại lệ. Với cộng thêm một phần nữa, khi mà tụi nó đi học đại học á, đôi khi nó chọn những cái trường rất là xa nhà, thì bắt buộc nó phải ở nội trú. Từ chỗ đó là nó quen với cuộc sống tự lập ngay từ lúc nó còn đại học rồi. Thì hai đứa con cô cũng dọn ra nó sống bên ngoài. Cái đứa con gái của cô thì có cái thằng bạn trai là Mỹ trắng 100% luôn. Nhưng mà Ashima cô vẫn hoàn toàn đồng ý, cô không có phản đối, là miễn sao mà cái thằng này nó đem lại được hạnh phúc cho con gái cô thì được rồi. Còn cái thằng cô có nhiều điều để ba xin kể cho các bạn nghe lắm. Ashima cô gọi cho nó mỗi ngày luôn, sáng tối, nhưng mà nó thích thì nó nghe, nó buồn thì nó không nghe, điện thoại ỏi nghe. Thì cái hôm đó Ashima cô gọi như thường lệ, cô gọi cho con của cô, có nói là hôm nay cô nấu cơm, cô muốn hai đứa nó về ăn cơm gia đình. Là tại vì đặc biệt bữa nay là cô bỏ thời gian ra nấu nước, với cô muốn là nó về là bởi vì ba nó chuẩn bị đi xa. Lần này ba nó đi tới 6 tháng lận, cô muốn nó về ăn cơm nhà. Thì các bạn biết là lúc đó, đó nó đang nói chuyện với mẹ nó, mà bạn gái nó đang đút đồ ăn cho nó ăn. Thì các bạn nghĩ nó có tha thiết nó nói chuyện với mẹ nó hay không? Thì nó mới nói là không được đâu mẹ ơi, con đã hứa với lại ba mẹ của bạn gái con rồi là con tới nhà nghỉ của ba mẹ của bạn gái. Thì khi một cúp điện thoại, Shima cô rất là buồn. Cái hôm đó đi làm, cô tới thư viện, cô nói với cái người bạn làm chung trong thư viện, cô nói là nó đó, nuôi nó tới lớn cực khổ, nó đi đón Giáng sinh với lại ba mẹ của bạn gái nó, nó từ chối về ăn cái bữa cơm gia đình với lại cha mẹ ruột của nó. Cái người bạn làm chung mới nói Ashima là ở đây là xứ Mỹ cô ơi, cái giới trẻ Mỹ nó là vậy đó, mình không có mong đợi nhiều về nó hơn đâu, nếu mà cô không suy nghĩ thoáng hơn được cô sẽ buồn lắm. Thì cái thằng cô nó mới cúp điện thoại, nó mới nói cho bạn gái nó nghe. Thì bạn gái nó nói là anh về ăn cơm với ba má anh đâu có sao đâu, miễn sao là em đi chung là được rồi. Tức là phải bạn gái cho phép thì mới được. Mà bạn gái cho phép không phải là cho đi một mình, mà phải có bạn gái đi chung. Đó là cái sự ích kỷ trong tình yêu. Nó không có phải là cái điều xấu, nhưng mà nó nói lên cái sự ích kỷ là khi mà mình yêu á, không bao giờ đối với mình là đủ hết. Lúc nào mình cũng muốn là cái người yêu của mình á, là 100% là toàn tâm, toàn ý, là thuộc về mình hoàn toàn. Thậm chí là cái thời gian của anh ấy cũng là cái thời gian của mình. Thì thằng Coco á, nó nghe nó vui lắm, miễn sao là bạn gái nó cho phép nó về ăn cơm với lại ba má nó là được rồi. Thì cái hôm đó chuẩn bị về ăn cơm thì theo phép lịch sự không có đi tay không, thì bạn gái nó đi với nó là tới một cái siêu thị, một cái chợ để mà mua một cái món quà tới. Thì bạn gái nó mới đi lựa. Thì các bạn biết rồi, theo cái phép lịch sự, tức là khi mình tặng quà cho ta, mình chọn món này món kia, xong rồi mình nhờ ta gói quà, gói thành nguyên cái giỏ, gói bằng giấy bóng kiến á các bạn. Thì cũng làm cái gói quà như vậy. Thì cái cô gái, bạn gái của cô á, cổ mới chọn cái truffle, là giống như là cái loại bánh sô-cô-la mà nó mềm mềm, nó ướt ướt, nó rất là ngán luôn các bạn. Cô nó mới nói là Ấn Độ không ai tới nhà tặng truffle cho nhau hết trơn, mà mẹ nó cũng không ăn cái đó. Thì bạn gái nó mới nói là chuyện đó là chuyện của má anh, em thích mua thì em cứ mua thôi, mà tại sao anh lại suy nghĩ vậy? Có thể là má anh không có ăn thử qua, nếu như bà thử lỡ bà thích thì sao? Nói xong thì nó vẫn mua. Cái đó là thêm một cái chi tiết để đạo diễn muốn nói lên là cái sự khác biệt giữa Tây Phương với lại Đông Phương. Cái người Tây Phương, cái tư tưởng của họ là như vậy, tức là không có nghĩa. Nếu như đổi ngược lại, đây là cái cô gái Ấn Độ, cô gái Việt Nam, cô gái Á Đông, thì khi mà tới nhà bạn trai ra mắt với lại mẹ chồng tương lai thì chắc chắn là sẽ hỏi thăm bạn trai mình, hỏi lân la, hỏi dồn dẹp coi là má anh thích cái gì để em cố gắng em mua cho cái thứ cho nó giống ý má anh. Đó là cái coi như là mình qua được cái hải đầu tiên.
Đúng rồi các bạn, nhưng mà phụ nữ Tây Phương họ không có cái suy nghĩ đó. Nó hoàn toàn là nó Tây Phương thật sự luôn. Thì khi mà cái cô gái này trên đường đi á, thì thằng cô nó đã nói với bạn gái nó rồi: em nhớ nha, không có hôn hít, không có nắm tay nắm chân gì trong nhà anh hết á. Thằng cô các bạn nên nhớ, từ nhỏ nó lớn lên 20 năm chưa bao giờ nó nhìn thấy cái cảnh cha mẹ nó nắm tay nhau trước mặt nó, chứ đừng có nói là cái chuyện mà hôn nhau không có đâu. Do đó mà nó rất là ý tứ trong cái chuyện đó. Nó biết là ba má nó cũng là người ý tứ như vậy, và nó dặn trước bạn gái nó rồi. Các bạn biết rồi, con gái Tây Phương thì coi như là nó mạnh dạn lắm. Dặn rồi ha, mà tới ha, ngồi ha, ngồi ăn á, ngồi trên bàn á, là bạn gái nó đưa tay nắm tay nó tỉnh bơ. Cứ ngồi ăn con trai người ta không nắm tay mình thôi, mà mình cứ nắm tay ta suốt. Ngồi ăn cơm hai người ngồi cũng kế nhau, mà sợ mất hay sao cứ nắm tay thằng đó cứ ngắt là nó cười. Cứ mỗi lần bạn gái nó nắm tay nó là nó rút về, nó rút tay là nó để dưới đùi nó. Mà cứ mỗi lần bạn gái nó nắm tay nó thì Asima cô ngồi cô nhìn vui. Thì ngồi ăn cơm á, thì A Sục á, ông mới đứng dậy ông nói là ông sực nhớ lại nhà không có dessert, không có món tráng miệng. Ông rủ thằng con trai ông là đi chung với ông ra cái tiệm tiện lợi đầu đường đi mua hủ kem về ăn. Vừa nghe tới đó thì nhỏ bạn gái nó đứng dậy nói là đi chung. Thì lúc đó A Sục ông khó chịu, ông nghiêm mặt ông mới nói là tại sao con không ngồi lại để trò chuyện với lại mẹ của Google đi, ta đi cũng có chỉ có chút xíu thôi rồi về mà con phải đi theo làm gì. Nghe ông nói vậy thì nó mới miễn cưỡng nó ngồi xuống lại. Hai cha con mới lái xe tới một cái siêu thị, một trên đường đi á, ông mới tấp xe lại bên lề đường. Ông mới nói là có cái câu chuyện này, lẽ ra ông nói với nó từ lâu rồi nhưng mà ông thấy nó bận rộn quá không có dịp để mà ông nói. Các bạn còn nhớ mới vô phim Ba Xuyển kể cho các bạn nghe là cái cảnh diễn ra khi mà A Sục anh ngồi đeo cái mắt kính cận thị thiệt là dày ở trên cái chiếc xe lửa cũ kỹ tồi tàn đó, trên đường đi tới Calcutta đó, anh đọc cái quyển tiểu thuyết của nhà văn người Nga Nikolai Gogol mà ông nội anh tặng cho anh, các bạn nhớ không? Sau đó thì cái ông lão Ấn Độ ngồi cái ghế đối diện đó, là ông khuyên anh là nên đi ra ngoài thế giới bên ngoài rộng lớn để anh mở rộng tầm mắt. Cái chiếc xe lửa đó là nó gặp phải một cái tai nạn và nó là kinh hoàng, nó khủng khiếp nhất luôn. Toàn bộ hành khách ở trên xe lửa đều bị chết thảm. Riêng một mình A Sục là người duy nhất sống sót trên cái chiếc xe lửa đó là nhờ anh cầm cái quyển sách Gogo trong tay. Cái lúc đó là nằm ở dưới cái đống sắt vụn, A Sục còn nhúc nhích được. Thì cái quyển sách anh cầm trên tay nó chỉ còn lại dọn dẹn có mấy tờ giấy thôi. Cái tờ giấy nó nhúc nhích, nó kêu sột soạt. Nhờ đó mà nhân viên cứu hộ khi mà họ đi họ dọn xác, họ lụm xác, thì họ mới phát hiện ra là còn một người sống sót. Thì nhờ đó mà họ mới cứu kịp thời, chứ nếu không là anh cũng chết luôn rồi. Thì trong thời gian mà nằm băng bột như là xác ướp Ai Cập trong phim The Mummy vậy, trong mấy tháng trời trong bệnh viện đó, thì cái lời nói của ông lão Ấn Độ nó cứ văng vẳng bên tai anh. Nó đã khiến cho A Sục tìm đường được tới cái nước Mỹ này. Sau khi mà kể cái câu chuyện đó ra thì thằng Gogo nó nghe xong nó mới nói: à, thì ra là ba chọn cái tên Gogo này đặt cho con là để ba nhớ là cái tai nạn kinh hoàng khủng khiếp đó hả? Tức là cho tới bây giờ sau khi mà ba nó kể ra cái câu chuyện đó, nó vẫn không thay đổi được cái suy nghĩ. Lúc trước thì nó nghĩ ba nó là lấy tên của người có số phận bi thảm để đặt tên cho nó. Rồi bây giờ thì nó nghĩ là ba nó đặt tên cho nó để mà ghi nhớ cái tai nạn kinh hoàng khủng khiếp đó. Thì ba nó nhẹ nhàng từ tốn trả lời nó là không. Sở dĩ ba đặt tên cho con Gogo là để ba ghi nhớ những cái tháng ngày về sau đó, rằng mỗi ngày từ đó về sau của ba đều là mỗi ngày mà ba biết ơn rằng ba đã may mắn sống sót. Ý ông muốn nói là cái tên Gogo mà ông đặt cho nó hoàn toàn có ý nghĩa sâu xa trong đó. Gogo đối với ông ấy, nó là cái điều may mắn không tưởng, đúng không các bạn? Một cái tai nạn khủng khiếp kinh hoàng như vậy, người ta chết hết mà chết thảm luôn mà có một mình ông sống sót đã là cái điều kỳ diệu rồi. Cái chuyện mà ông sống sót sau cái tai nạn đó là kỳ tích. Cái chuyện mà ông qua được cái nước Mỹ là một cái điều kỳ diệu, và cái thằng con của ông nó ra đời lại thêm là cái điều kỳ diệu kế tiếp của ông. Cuộc đời ông từ đó về sau mỗi ngày là một ngày ông biết ơn Thượng Đế, biết là mình may mắn hơn mọi người. Đó là một cái cuộc sống của một người rất là biết ơn những cái gì mà cuộc đời đem tới cho mình. Sau cái bữa cơm trưa đó thì hai đứa nó đó là từ giã cha mẹ nó là lên đường là đi thẳng tới nhà của ba má bạn gái của nó luôn. Thì kiểu nhà giàu mà các bạn hay mua những cái căn nhà để vacation lắm, giống như là mình ở Sài Gòn thì mình mua căn nhà ở trên Đà Lạt, mua căn nhà ở Vũng Tàu rồi cứ để đó, rồi lâu lâu thì tới đó nghỉ ngơi. Thì nhà ba má cũng vậy, rất là giàu luôn, mua căn nhà ở cái nơi khác thì cái lễ Giáng sinh thì tới đó nghỉ ngơi. Thì cái đứa bạn gái nó mới rủ nó đi chung. Thì hai đứa nó cũng lái xe đến đó cũng khá xa. Do đó mà ăn cơm xong thì Asima cô mới nói: khi con tới nơi nhớ gọi cho mẹ tiếng để mẹ yên tâm là con đã tới nơi an toàn. Nó dạ dạ xong rồi nó tới nơi là nó quên mẹ nó luôn. Mà các bạn biết hồi thời đó đâu có điện thoại di động như bây giờ để mà nhắn tin cái này cái kia, toàn là gọi điện thoại bàn không, rất là khó khăn. Cách đây 50 năm mà các bạn, nó tới nơi đó là nó choáng ngợp là nó quên luôn. Có nhiều đứa nó không phải nó xấu nhưng mà nó rất thích
những cái gì mà nó hiện đại văn minh phồn hoa đô hội. Nó thằng mà nó theo tư tưởng mà nó bài đông mà nó hướng Tây rồi cho cũng khó lắm. Nó tối đó mà nó thấy nhà đẹp rồi cảnh thơ mộng rồi thêm cái con bạn gái nó thì các bạn biết phụ nữ Tây Phương rồi, rất là mạnh dạn bày tỏ tình yêu coi như là dâng hiến tới tấp luôn, chủ động hoàn toàn từ đầu đến đuôi, là ảnh quên hết trơn, đừng nói là ảnh nhớ má anh không có đâu. Tôi cười, hai đứa dắt nhau ra ngoài biển chơi là hôn nhau ngoài đó, là ngắm hoàng hôn đồ say sưa, là không có gọi về cho má nói gì hết trơn. Thì cô nó mới nói là nó mê cái cuộc sống này lắm. Ở nhà nó mặc dù cũng có đi hưởng thụ ghê lắm, nhưng mà mỗi lần đi là ba má là hay rủ theo mấy gia đình của người bạn cũng là Ấn Độ, rồi thuê một chiếc xe van đi cả bầy đàn với các bạn. Đi thì tới đâu đó thì ghé nghỉ chân, thì mỗi lần nghỉ chân thì cũng vô nhà hàng ăn uống. Nhà hàng cũng sang nhưng mà toàn là phải ăn nhà hàng Ấn Độ, ăn đồ Ấn Độ. Đó là cái cuộc sống mà nó hoàn toàn nó không có thích. Nó thích giống như cuộc sống của bạn gái của nó là ở có nhà nghỉ rồi đi ra hưởng thụ rồi ngắm cảnh đồ này kia, rồi nó rất là thích luôn. Thì hai đứa tâm sự ngoài biển xong rồi thì mệt rồi thì tối bắt đầu kéo nhau về ăn tối. Thì khi về tới nhà, ba của bạn gái nó mới đưa điện thoại cho nó, mới nói là con đã nghe điện thoại đi, người nhà con là gọi mấy lần rồi. Thì nó mới bước tới nó nghe điện thoại. Nó nghe điện thoại xong là đứng chết chân luôn. Chuyện là vậy. Thì sau khi bạn cái bữa cơm gia đình đó xong á, thì Asuma đó, cô cũng đi ra sân bay chung với chồng cô để tiễn chồng cô bay qua bên Ohio để mà giảng dạy bên đó 6 tháng. Thì khi cô về ở nhà còn lại cô một mình á, thì ngồi đợi cho tới tối luôn, không có thấy thằng con nó gọi nó báo cô một tiếng là nó đã tới nơi an toàn hay chưa. Trong lòng cô rất là lo. Thì lúc này cô rất là hối hận là chọn ở gần con mình mà không đi theo chồng. Cô chọn ở gần con cô mà nó không muốn gần cô đâu. Thì sáng ngày hôm sau á, chồng của cô á, gọi điện thoại về nói với cô là anh tới nơi rồi, cái trường đại học giảng dạy đó họ cũng lo cho ông cái chỗ ở rất là khang trang luôn, tức là thuê cho ông cái căn hộ cao cấp. Thì nói tới đây thì anh mới nói là thôi để tối đi, tối anh về anh gọi cho cô anh nói nhiều hơn, là tại vì anh đang ở trong bệnh viện. Thì lúc đó Asuma cô mới nói là tại sao ông lại ở trong bệnh viện. Thì ông mới nói là tự nhiên ông thấy khó tiêu. Cô mới hỏi ông là ông đã uống thuốc tiêu chưa, thì ông nói là uống rồi nhưng mà vẫn thấy nó còn sao, nó khó chịu lắm, người thấy nó khó ở, thành ra đi khám bệnh thì giờ đó thì không có bác sĩ nào mở cửa phòng mạch hết. Thì ông bắt buộc phải tới emergency, vô phòng ER là vô trong bệnh viện. Ở bên Mỹ thì nó khác ở bên Việt Nam mình. Mấy cái phòng khám có giờ có giấc mà bạn cũng phải lấy hẹn, ở đây làm gì cũng phải lấy hẹn hết. Gặp bác sĩ gia đình dễ à, gặp bác sĩ mà chuyên khoa đó ha, nhiều khi bạn lấy hẹn nói phải nói cho vui, nhưng mà sự thật là không chừng là khi mà bạn có được cái hẹn mà gặp được bác sĩ rồi lúc đó là bệnh nó trở nặng rồi. Asuma cũng hơi lo, thì ông mới trấn an vợ nói là không sao. Asuma cô chờ, tối đó chồng cô cũng gọi cho cô luôn, mà thằng con trai thì cũng gọi Asuma một mình cô đơn trong cái căn nhà rộng lớn đó. Asuma tội nghiệp ông lắm, ông đi có 6 tháng rồi các bạn, vợ không đi chung mà ông lo lắng tới mức độ. Đó là cái khu dân cư cao cấp mà ông vẫn kêu người tới lắp đặt camera toàn bộ căn nhà thì ông có yên tâm, tại vì để vợ ở nhà mình ông không có yên tâm, một người chồng mà hoàn toàn không có tình yêu. Thế nhưng á, khi mà bạn nghe bác sĩ kể hết câu chuyện này rồi, bạn sẽ có được cái câu trả lời là thật ra tình yêu nó là cái gì. Nó có phải là cái điều kiện mà tất yếu sống còn trong hôn nhân hay không? Thì từ từ mình sẽ mổ xẻ sau khi mà bác sĩ kể cái bộ phim này. Thì tối đó đó, Asuma cô nói cô không chờ được nữa, thì cô mới gọi cho tổng đài. Cô mới mò kiếm cái số điện thoại cái chỗ làm việc của chồng cô. Thì khi mà cô gọi á, cô gọi không được, cô phải gọi chỗ này chỗ kia, thì cuối cùng cô gọi được. Cô nói là cô muốn gặp chồng cô. Thì họ mới nói là họ cũng đang muốn tìm cô đây mà họ tìm không có được. Họ nói là chồng cô qua đời rồi. Ao sụp chồng cô chết lúc 5 giờ 35 phút chiều. Asuma cô nghe xong điện thoại nó rớt xuống dưới đất. Cô đi chân đất, cô đi từ trong phòng ngủ, cô đi xuống dưới lầu, đi qua đi lại trong cái nhà rộng lớn mênh mông đó, đi chân không trời lạnh gì đó. Cô đi trên nền xi măng, cô đi ra đường, cô đi như người mất hồn. Cô nhìn lên trên trời, bắt đầu cô thét lên, cô khóc. Tại vì cái chuyện nó tới với cô nó quá bất ngờ đi, khiến cô khó có thể chấp nhận được. Trước tiên á, là sau khi thằng con cô nó không gọi cho cô, là cô đã rất là ân hận khi mà không đi theo chồng cô đi qua bên Ohio với ông mà để ông đi một mình. Khi mà cô đưa chồng cô ra sân bay, cô không ngờ tới lúc đó là cái lần cuối cùng. Nếu cô biết là cô đã sớm đi chung với chồng cô rồi, có
thể cô đi chung với ông thì sẽ không có chuyện xảy ra. A Sục, ông chết vì bị nhồi máu cơ tim. Có thể là đây là cái người đàn ông quá là lo toan, quá là thương vợ. Khi mà ông đi xa như vậy đó, ông không có yên tâm để vợ ông ở nhà một mình. Từ chỗ các bạn biết, khi mà con người mình bị nhiễm để tâm lý, khi mà bạn bị quá stress, bạn lo lắng quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng hoàn toàn. Nếu như bạn bị cao máu thì bạn có thể là bạn sẽ bị lên huyết áp, bạn có thể chết đột ngột. Hoặc là cái nhồi máu cơ tim đó, nó cũng là một cái kết quả của cái chuyện mà bạn bị sốc, đúng không các bạn? Cái chuyện nhồi máu cơ tim đó, nó cũng là một cái khả năng từ cái lo lắng quá mà ra. Do đó mà Asuma cô rất là đau khổ, bởi vì trong lòng cô bây giờ là cô tự trách. Trước đó là cô đã ân hận, cô hối hận lắm rồi khi mà không đi chung với chồng cô. Thì bây giờ cái tin mà ông chết khiến cho cô không chấp nhận được. Asuma bây giờ cô giống như người điên. Khi mà lấy lại được một chút bình tĩnh, cô quay trở về. Cô biết là cô phải làm gì lúc này. Việc đầu tiên là cô phải gọi cho thằng con của cô. Mà bây giờ gọi như thế nào? Cuối cùng cô chỉ còn có thể gọi cho đứa con gái của cô. Mà cái đứa con gái đó, nó mới có cái khả năng để tìm ra được cái nhà nghỉ của ba má của cái đứa bạn gái của cái thằng anh đó. Thì cái lúc đó là cái lúc mà hai đứa nó nắm tay nhau từ ngoài biển về. Thì ba của bạn gái nó mới nói là con nên nghe điện thoại lần này đi. Hồi nãy giờ là gia đình con gọi mấy lần rồi. Thì nó nghe điện thoại, nó hay tin là cha nó chết, là nó đứng như trời trồng. Thì cô nó có trách nhiệm là nó bay qua Ohio để mà nhận xác cha nó. Cô sau khi mà nó tới bệnh viện, nó nhìn mặt ba nó rồi, thì nó quay trở về cái căn hộ mà trường đại học cung cấp cho cha nó. Nó bước vô nhà, nó nằm ở trên cái giường. Cái tâm trạng lúc này y hệt như Asuma mẹ nó, hối hận, ăn năn. Nó cũng không ngờ là cái hôm mà hai cha con mà đi ra ngoài siêu thị để mua cái hũ kem là cái lần cuối cùng mà nó được nhìn mặt cha nó. Cuộc đời các bạn, mình không có biết trước được là ngày mai nó xảy ra chuyện gì. Do đó mà Ba Xuyển, bản thân Ba Xuyển tập sống theo cái kiểu là mình sống bữa nay, mình chỉ nên biết ngày hôm nay. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống đoạn, không phải vậy. Ở đời ai cũng hay nói cái câu đời là vô thường, cái cõi này là cõi tạm. Thế nhưng người ta nói chứ nhiều khi người ta không hiểu là người ta đang nói gì đâu. Mình hiểu tốt hơn là mình chỉ có nói. Khi mà bạn hiểu được ý nghĩa của hai cái chữ vô thường đó, thì bạn sẽ giống như Ba Xuyển. Bạn sống hôm nay, bạn chỉ biết hôm nay thôi. Nhờ đó mà bạn sẽ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Bạn sẽ làm được rất nhiều thứ. Và bạn không có muốn phí một giờ, một phút, một giây nào hết. Và bạn sẽ thấy một ngày 24 tiếng đồng hồ là quá ngắn để bạn có thể làm được tất cả những gì mà bạn mơ ước, bạn mong muốn phải làm. Và bạn nghĩ là bạn sinh ra là bạn cần phải làm. Bạn sẽ bớt hối hận hơn, bạn sẽ bớt ăn năn hơn. Không có cái cuộc sống nào mà khiến cho người ta đau khổ cho bạn cuộc sống mà mình dày dò trong cái nỗi ân hận. Asuma lúc này cô quá hối hận khi mà cô chọn sống gần con cô không đi theo chồng cô. Thằng cô thì nó quá hối hận là nó đã không bỏ thời gian với cha mình. Các bạn biết không, đã bao nhiêu lần ba nó muốn giải thích cái lý do tại sao mà ông lấy cái tên cô đặt cho nó. Nhưng mà bạn nghĩ đi, có một lần đó, hôm đó là ngày sinh nhật của nó, ba nó đi vô trong phòng ngủ của nó, trước khi vô là gõ cửa đàng hoàng đi vô. Nhưng mà các bạn biết rồi, cái thời buổi mà social media là thời buổi mà mạng xã hội này nè, đâu có ai rảnh đâu các bạn. Lúc nào cũng dán mặt vô cái màn hình hết trơn, bấm lia. Cái đứa con mình sinh nó ra, mình cực khổ mình sinh nó ra, khi mà mình nói chuyện với nó cảm thấy cái lời nói mình là nó dư thừa lắm. Nó muốn ba nói gì ba nói lẹ lên đi, má nói gì má nói lẹ lên đi, con còn bận dữ lắm, còn nhiều chuyện để làm lắm. Mà cái chuyện nó làm là nó chat với bạn nó, hay là nó lên mạng xã hội nó like người này, nó comment người kia, chỉ có nhiêu đó thôi. Những cái bận rộn của nó là như vậy. Cái giờ phút đó là buổi tối rồi, sau khi ăn cơm xong thì nó chỉ có nằm nghỉ ngơi trước khi nó đi ngủ thôi. Thì bất quá là nó chơi game hay nó làm cái gì đó. Hồi thời đó thì chưa có smartphone, chưa có điện thoại thông minh để mà nó bận rộn nó lên mạng xã hội đâu. Nhưng mà nó không có thích spend time, bỏ thời gian với cha mẹ nó nhiều. Ba nó vô nói với nó vài câu thấy cũng khó khăn, thì ông thấy vậy thôi. Ông nói là thôi con làm gì làm đi, rồi con ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học nữa. Xong rồi ông bỏ ra ngoài, ông quay trở về phòng. Thì đó là những cái hình ảnh, những cái chi tiết mà nó để lại cái nỗi ân hận trong lòng của cái thằng cô này. Là nó ước gì lúc đó nó chịu lắng nghe ba nó nhiều hơn, thì hai cha con nó đã có những cái phút giây ở bên cạnh nhau nhiều hơn rồi. Nó đâu ngờ là ba nó bỏ nó ra đi sớm vậy. Cuộc sống của mình, bạn có bao giờ mà bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn làm một cái bài tính? Chứ dù là bạn sống chung nhà với cha mẹ mình, bạn trò chuyện với cha mẹ mình được bao nhiêu giờ?
Bạn có bao giờ bạn làm về tính không? Nếu bạn có đó, thì đáp số sẽ là phút chứ không phải là giờ đâu. Nếu bạn nghĩ năm nay bạn 20 tuổi, cha mẹ bạn cứ cho là 50 đi, bạn cho là cha mẹ bạn sẽ sống được 100 tuổi, thì bạn làm một cái bài tính, bạn thấy là bạn còn 50 năm để sống chung với cha mẹ mình. Mà trong đó, đó chỉ có 30 năm là bạn sống chung với cha mẹ của mình thôi, còn lại 20 năm là bạn phải sống chung với chồng mình, với vợ mình. Vậy thì bạn có làm tiếp một cái bài tính khác là trong cái 30 năm đó, bạn trò chuyện với cha mẹ bạn được bao nhiêu câu? Bạn có làm bài tính chưa? Bạn có tính ra được không? Và ai cam đoan với bạn là mẹ bạn có thể sống được 100 tuổi? Có ai trên đời này dám đảm bảo với bạn rằng cha mẹ bạn sẽ sống được 100 năm không? Không ai dám. Không ai có thể đảm bảo được với bạn điều đó. Cho dù mà bạn ở chung một nhà, sáng sớm là bạn đi tới trường học hoặc là bạn đi tới sở làm, chiều tối bạn về thì bạn ăn cơm vội vàng rồi bạn phải có homework, bạn phải có bài tập ở nhà. Còn bạn đi làm về thì lắm lúc bạn lại đem những cái bận rộn trong công sở bạn đem về nhà để bạn lo toan tiếp. Cái thời gian một ngày bạn nói chuyện cha mẹ bạn được bao nhiêu câu? Cái bao nhiêu câu đó nó diễn ra trong vòng bao nhiêu phút? Bạn tính đi. Cộng lại bạn sẽ thấy bạn bật ngửa luôn. Bạn rất là bất ngờ. Như bác sĩ đã nói là tính ra thành phút chứ không phải thành giờ đâu. Cái thời gian mà cả cuộc đời này để mà bạn dành bạn nói chuyện với cha mẹ mình, nó không được bao nhiêu ngày tháng hết. Trong cái dọn dẹn bao nhiêu chục năm mà bạn tính là bạn có thể sống được với cha mẹ bạn, nhưng mà không phải cha mẹ nào cũng có thể sống đến 100 tuổi đâu. Do đó mà như ba chuyện đã từng nói trong những cái lần kể chuyện trước, sống để được có ân hận. Cuộc sống ân hận là cái cuộc sống khốn khổ nhất của con người. Nó dày dò con người ta ghê gớm, chứ không có gì khác. Cái thời gian chất lượng hay là cái số lượng thời gian thì nó cũng là lượng thôi. Đẻ ra làm gì cái chuyện quality time hay là quantity time. Nếu đã nói tới lượng thì ba chuyện sẽ nói với bạn như vậy. Lượng là hữu hạn đó, là nó có thời hạn nhất định đó, chứ không phải nó vô hạn đâu. Nó bị giới hạn bởi thời gian chứ nó phải là nó vĩnh hằng. Nếu bạn hiểu được cái điều đó giống như ba chuyện hiểu, thì bạn sẽ không ngồi ở đó để trả giá cho thời gian, mà bạn sẽ giống như ba chuyện chạy đua với thời gian. Bởi những cái nó qua đi rồi không bao giờ trở lại. Nó có trở lại đi chăng nữa thì nó cũng sẽ khác hết, chứ nó không giống. Cái gì mà mình có đó, mình không có trân quý đâu. Chỉ cho đến khi mình bị mất đi hoàn toàn thì lúc đó mình mới tiếc thôi. Cái điều này mình nghe nhan nhản mỗi ngày luôn, nhưng mà không mấy ai hiểu hết. Cái người mà hiểu sẽ là người may mắn, bởi vì họ sẽ ra đi rất là thanh thản, trong lòng họ không có gì để ân hận. Coco nó đang ân hận, và Ashima mẹ nó cũng đang hối hận. Ashima cô đau đớn là vì cô hiểu bây giờ là cô đã vĩnh viễn mất đi một người duy nhất mà có thể suốt đời tận tụy vì cô. Ashima cô ân hận là cũng đúng thôi. Cái năm mà cô mới sinh con không được bao lâu thì có một lần nửa đêm là điện thoại bên Ấn Độ gọi qua báo tin là cha của Ashima là bị nhồi máu cơ tim, là đột ngột qua đời. Cái tin này Asuk anh nghe là bàng hoàng luôn. Nhưng mà anh thương vợ đến mức mà anh không biết làm sao để mà nói cái lời đó cho vợ mình. Đêm đó tội nghiệp lắm các bạn. Vô trong phòng ngủ, sau khi mà trằn trọc suy nghĩ rồi thì cuối cùng Asuk ông quyết định bằng cách là ôm vợ mình cứng ngắc. Sau khi mà ôm vợ cứng ngắc rồi, ông mới nói cái tin đó cho vợ nghe. Thì đúng là Ashima cô nghe xong là cô giãy dụa, cô dùng dậy. Thì Asuk ông là người ôm vợ ông thật chặt cái đêm đó, báo cái tin xấu đó cho vợ mình nghe. Và ông đã vuốt ve vợ ông suốt cái đêm đó. Khi mà Ashima cô khóc tới cô ngất liệt trong tay ông, bạn chưa có thấy cái hình ảnh mà ông dắt vợ ông với lại hai đứa con đi về Ấn Độ để mà để tang ba vợ mình đâu. Ashima cô như người mất hồn, cô cứ đi thô thẫn. Mà Asuk một tay thì kéo vali, một tay thì dắt cái đứa con, miệng thì cứ phải liên tục là an ủi vợ mình. Tay kéo vali, tay bồng con chưa đủ, còn phải đeo cái túi xách của vợ mình nữa. Bạn nhìn cái hình tượng đó, bạn chỉ có ước ao là bạn có thể lấy được người chồng như vậy. Một người chồng mà phải nói là suốt đời tận tụy vì vợ con, một cái hình ảnh rất là dễ thương. Thằng Coco thì nó ân hận, nó đau khổ đến mức mà nó đi cạo đầu luôn. Nó cạo đầu trong lớp như là một hình thức nó sám hối, nó tạ tội với cha nó. Thì cái cảnh là Ashima là ngồi ở sân bay, khi mà thấy cái thằng con nó bước xuống mà cái đầu nó trong lớp vậy, là Ashima là cô khóc ròng luôn. Ôm con mình trong lòng, cô dỗ dai nó, cô nói là con đâu có cần phải làm chuyện đó. Thì nó mới khóc, nó nói là nó biết nó không cần phải cạo đầu nhưng mà nó muốn làm vậy. Ba mẹ con đứng ôm nhau khóc ở sân bay. Một cái cảnh mà phải nói là rất là cảm động, rất là thương tâm trong cái bộ phim này. Thì sau đó là tổ chức tang lễ, thì cũng giống như người Việt Nam mình tập tục Ấn Độ thì cũng kêu thầy cúng tới, rồi tất cả bạn bè thân hữu
tụ tập trong nhà của Asima để chuẩn bị mà nghe thầy tụng kinh. Thì coi cái bộ phim này á, thì nó hay chỗ là mình biết được những cái tập tục của người Ấn Độ, chẳng hạn như cái hôn lễ, cái đám cưới á, thì họ cử hành như thế nào, thì nó cũng có những cái tập tục giống như mình là bẻ trầu cao thí dụ vậy. Thì người Ấn Độ có nhiều cái nó cũng lạ, nó cũng thú vị lắm. Thì lúc đó thì nhỏ bạn gái của cô cũng có tới dự. Thì các bạn biết không, nhà rộng lắm, thì ngay trước cửa nhà là một đống giày dép luôn. Đạo diễn cố tình chiếu cái cảnh đó để cho mình thấy là cái văn hóa của người Ấn Độ là khi mà họ qua tới cái xứ Tây Phương này, họ không cần biết luôn. Tôi ở xứ Mỹ nhưng mà tôi vẫn là người Ấn. Tôi vô nhà là tôi phải cởi dép, tôi phải cởi giày tôi để trước sân nhà. Thì đạo diễn quay cái cảnh là cái đứa bạn gái của cô nó cũng cởi cái đôi giày, nó đá đôi giày, nó lăn lông lóc, nó quăng chung với lại cái đống giày của khách đó, rồi nó đi vô trong nhà, nó đi chân không. Đó là cái chuyện là không, hoàn toàn không bao giờ xảy ra đối với người Tây Phương. Bà Xuyển sống ở nước Mỹ, xứ Tây này rất là lâu, bà Xuyển biết người Tây Phương kêu họ cởi giày vô nhà mình làm cái chuyện đó đâu. Thì có nghĩa là nói lên cái sự hợp tác là bạn gái của cô nó hoàn toàn là nó toàn tâm toàn ý, là nó thương thằng cô thiệt, là nó rất muốn làm bạn gái làm vợ của thằng này. Nó không có cái gì sai hết. Cái sai duy nhất của nó chỉ là nó sinh ra nó không phải là người Ấn Độ, nó không phải là người Đông Phương để nó hiểu được cái văn hóa của cái người ở Đông mình thôi. Do đó mà cái sự hòa hợp ấy, nó rất là khó để mà hai cái dân tộc mà nó hòa hợp được với nhau. Thì lúc mà làm lễ á, thầy tụng được có phải là tụng cũng phải có giờ để nghỉ không các bạn? Thì cái lúc mà nghỉ giả lao á, thì thằng cô nó mới đi lên trên lầu, nó vô trong phòng ngủ của nó, thì con bạn gái nó đi theo lên. Thì con bạn gái nó mới an ủi, nó mới nói là nó an ủi mà nó không biết lựa lời an ủi. Nó nói những cái chuyện mà không nên nói, và nhất là vào cái giờ phút này. Nó nói thằng này là đừng buồn nữa. Nó biết là thằng này rất là đau khổ, mà không biết làm gì để mà chia sẻ cái nỗi đau của thằng này. Xong rồi nó nói là thằng này định ở đây bao lâu, thằng này đâu có thể nào mà ở chung với mẹ hoài vậy được. Tức là đối với cái văn hóa Tây Phương á, là khi mà bạn trên 18 tuổi mà bạn còn sống chung với cha mẹ là cái điều rất là xấu hổ, rất là không có bình thường. Thì cái câu đó bình thường đối với thằng Gogo là cái điều rất là bình thường. Các bạn phải nên nhớ là cái thằng Gogo là nó luôn khao khát cái cuộc sống mà Mỹ, thật sự Mỹ 100%. Do đó nó mới ngưỡng mộ cái cuộc sống của gia đình bạn gái nó, một cái gia đình thành công giàu có hưởng thụ kiểu Mỹ. Bản thân gia đình thằng cô cũng là trí thức, cũng có tiền, nhưng mà cái cách hưởng thụ của người ở Đông nó hoàn toàn nó khác. Nếu mà đã nói tới cái chữ hưởng thụ thì cái người di dân mình, người châu Á nói chung và đặc biệt những cái người di dân sống xa xứ thì hoàn toàn không có cái chuyện mà có thể hưởng thụ thoải mái vô lo như người Mỹ được đâu. Bởi vì người Mỹ bản xứ là họ đã có căn cơ đầy đủ rồi. Trong cái đó cái người di dân của mình có nhiều thứ để phải lo toan lắm. Cái bộ phim này các bạn, nó dạy chúng ta cái cách chọn chồng chuẩn hôn nhân. Nó chỉ cho chúng ta thấy cái giá trị của hạnh phúc. Hạnh phúc không có nghĩa là phải phô trương ồn ào, mà bình dị từng ngày qua cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc bền vững gắn kết keo sơn. Vợ chồng bắt đầu từ con số 0, từ cái không có gì cả. Ngoài cái nỗi nhớ nhà da diết và cái cuộc sống tha phương cô đơn lầm lũi buồn tủi, nhưng dần dần hai người họ cũng có được tất cả: nhà lớn con khôn, vòng tròn bạn bè, những người bạn tốt, cuộc sống ổn định. Và quan trọng hơn hết là họ vẫn giữ được cái gốc của mình, cái văn hóa cội nguồn. Nó chứng minh qua cái việc mà họ giáo dục con cái của họ, qua cái cách mà họ sống từng ngày, mặc dù họ đang sống ở trời Tây. Cái truyền thống xưa cổ nó đã gắn kết hai người họ lại với nhau. Và bằng cái sự nghiêm túc cũng như cái niềm tin tuyệt đối vào cái sự an bài của định mệnh mà hai người họ Asuk và Asma đã xây dựng được một cái cuộc hôn nhân bền vững. Tình yêu giữa hai người họ nó dần dần nó được hình thành, nó trở thành một cái tình yêu sắc son. Thông điệp mà Asma và Asuk gửi cho chúng ta nó rất là đơn giản luôn các bạn. Đó là con người không có lựa chọn tình yêu, mà chính tình yêu lựa chọn con người. Bộ phim này ba Xuyển thích chỗ là nó dạy cho chúng ta về cái giá trị cội nguồn. Đó là bạn không có gì sai hết khi mà bạn sinh ra là người Mỹ trắng. Cái văn hóa Tây Phương là cái văn hóa của bạn. Cũng như bạn không có gì sai hết khi bạn sinh ra bạn là người Ấn Độ, hoặc là người Pakistan, hoặc là người Ả Rập, hay là người Việt Nam mình. Bạn mang trong người cái dòng máu Đông Phương của mình. Cái văn hóa Đông Phương nó thấm nhuần trong bạn.
bạn không có gì sai. Chỉ là khi hai cái nền văn hóa đó nó gặp nhau thì chúng chổi nhau, chỉ vậy thôi. Chứ đôi bên không có ai sai cả. Cái chuyện mà nó chổi nhau là cái điều rất là tự nhiên. Để cho không chổi nhau, nếu như muốn sống chung, không cần thiết, không nhất thiết là chúng ta phải hòa nhập. Nhưng chúng ta có thể cố gắng dung nạp để mà hòa hợp được với nhau. Phải hòa hợp để có thể sống chung được lâu dài. Do đó mà cái chuyện mà thằng cô nó sinh ra nó là người Ấn Độ, nó không có gì sai. Con bạn gái nó lại càng không sai. Tại vì bạn gái nó sinh ra là một cái cô gái Mỹ trắng. Cái suy nghĩ nó là suy nghĩ của người Mỹ. Nó ăn hamburger từ nhỏ lớn lên. Cái đó là cái văn hóa của nó, không có gì sai hết. Nhưng mà nó sẽ sai hoàn toàn nếu như bản thân nó là cái đứa mà sinh ra Ấn Độ. Nó thích ăn cà ri, nó vẫn ăn cà ri má nó nấu mỗi ngày. Nhưng mà nó lại cảm thấy tiếng Ấn Độ quê mùa. Bởi vì khi mà phân tích cái chuyện mà Mỹ hóa những cái đứa mà nó lớn lên ở đây, cái thế hệ mới bây giờ đó các bạn, Mỹ hóa đến mức mà nó Mỹ 100% thì nó không có gì sai hết. Nhưng nó xấu xa nếu như nó là một cái sự kết hợp giữa Đông và Tây, nó tập hợp những cái xấu của hai cái nền văn hóa lại với nhau. Đó là cái điều mà bà Xuyên thấy là nó tệ hại nhất. Nếu như để là cốt nhặt những cái xấu của hai cái nền văn hóa lại với nhau thì tốt nhất là mình nên giữ cái truyền thống của một bên mà thôi. Các bạn đồng ý với bà Xuyên điểm này không? Học hỏi cái hay của cái dân tộc khác là hoàn toàn đúng, mình còn nên khuyến khích nữa. Với điều kiện là chỉ nên học hỏi cái hay, chứ cái xấu thì không nên học hỏi. Mình giữ lại cái tốt của mình, rồi mình học hỏi theo cái tốt của văn hóa khác. Thì cái đó là cái mỹ hóa mà bà Xuyển cho nó rất là hay. Nhưng mà chỉ rất tiếc là rất ít cái sự mỹ hóa như vậy lắm. Mà đa số chỉ là cái mỹ hóa nửa vời mà bà Xuyển nói là lụm những cái xấu nhất của hai bên mà ráp lại với nhau. Cái kiểu đó thì nói theo kiểu bình dân cho dễ hiểu là nửa nạt nửa mỡ. Còn nói quịch tẹt ra đói khó nghe một chút là lạc loài. Nó thuộc cái loài nào hết, thà là một thứ thôi còn dễ tha thứ. Chứ hai thứ mà nó không ra gì hết, nó chàng hẳn hai bên thì đúng là thiệt là khó coi mà khó ưa lắm luôn. Cái lúc này tội nghiệp nhỏ bạn gái của thằng cô, nó cũng chịu khó, nó tới, nó cởi dài dép nó vô nhà, nó ngồi nó nghe tụng kinh, nó cũng tới nó đưa tang. Nhưng mà khi mà nó theo cái suy nghĩ của người Tây Phương là tới đông thì phải đi nghỉ đông, như dìa thì phải khao đao. Nó nói một cái câu rất là lỡ lời mà nó nói không có đúng trong cái trường hợp đó. Là nó nói là anh định đây bao lâu, anh đâu thể nào ở chung nhà với mẹ anh hoài gì được. Cái câu nói đó nếu mà nói trong cái trường hợp khác thì có thể cho nó là bình thường. Nhưng mà nó nói trong cái lúc này, với cái thằng cô mà trong cái lúc mà nó đang ôm cái nỗi ân hận tột cùng như vậy. Bây giờ cô nó đang đứng trước cái ngưỡng là nó không biết là cái chuyện mà nó mỹ hóa mà từ nào giờ nó áp dụng là đúng hay là sai. Bây giờ là nó đang đứng giữa ngã ba đường, nó đang muốn nó quay trở về để mà nó học, nó lấy lại hết tất cả những cái nguồn gốc Đông Phương của nó. Thì cái lúc này mà cái con bạn gái nó nói cái câu đó giống như là một cái, giống như là dội bơm, nó không chấp nhận được, khiến cho cái tâm trạng nó bị bùng nổ ngay cái lúc này. Tức là bạn gái nó nói nó là hay là mình đi đâu đó đi anh, hai đứa mình đi đâu đó để mà qua cái New Year này đi, coi như là đi để cho anh quên được cái nỗi đau này, cái nỗi đau mà cha vừa mới mất. Thì nó quay qua nó nói bạn gái nó là không, anh không muốn quên. Tức là bây giờ nó đang muốn nó chìm ngập trong cái nỗi đau đó để mà nó tụ nó sắm mắt ối, nó nhớ cha nó từng giờ từng phút từng giây, nó tiếc thương cái thời gian đáng lẽ nó được ở bên cạnh cha nó nhưng mà nó không muốn. Thì bạn gái lúc này lại đưa ra cái gợi ý là muốn cho nó quên đi cái đau thương đó, mà bây giờ nó đang muốn cái thú đau thương đó, các bạn hiểu không? Thì nói qua nói lại hai bên không vui vẻ. Thì nhỏ bạn gái nó cũng xuống hết nước luôn, nhịn nó mới nói là vậy thì anh muốn sao. Nó mới nói là nó phải đi về Ấn Độ để mà nó đi với mẹ nó để mà rải cho cốt của ba nó xuống sông Hằng. Thì bạn gái nó mới nói được vậy em sẽ đi chung với anh. Thì thằng này mới nói là em đi theo làm gì, này là chuyện gia đình mà. Thì lúc đó nhỏ bạn gái nó mới sừng cồ lên, nhỏ bạn gái nói là anh nói vậy nghĩa là sao, anh không coi em là gia đình hả? Trong đó em coi anh là gia đình của em. Thì có những bạn gái nó như ba sĩ đã phân tích rồi, bạn sẽ không sai nếu bạn là Mỹ hoàn toàn hoặc là bạn là Ấn Độ hoàn toàn. Thì cũng nhớ bạn gái nó quá là buồn mà quá là giận, bỏ đi về nhà. Thằng này cũng không giữ lại mà sau đó cũng không tìm nhỏ bạn gái luôn, cho tới cái ngày nó đi Ấn Độ một mình để mà rải cho cốt ba nó xuống sông Hằng, nó trở về Mỹ, nó cũng không tìm bạn gái nó để mà làm hòa lại. Thì mẹ nó mới nói là con đi kiếm bạn gái con để làm hòa lại đi. Nó mới nói là nó không muốn. Mẹ nó mới nói là hay con đi kiếm bạn chơi đi cho nó khuây khỏa. Tại vì mẹ nó thấy nó cứ lầm lũi mà nó cứ ở trong nhà nó buồn như vậy. Thì có một cái đứa là con của bạn của Asima, tức là Asima cô có một cô bạn học ngày xưa. Cô này thì đi di dân qua bên Pháp, gia đình là sống ở bên Paris. Thì cái cô bạn đó của Asima có sinh ra đứa con gái cũng bằng tuổi thằng cô này. Thì cái lần đó là bạn của Asima mới bay qua Mỹ chơi thì mới ghé thăm Asima, thì dắt theo cái đứa con gái. Thì lúc đó hai đứa tụi nó vẫn còn là học trung học, tuổi còn nhỏ.
lúc đó khoảng 15-16 gì đó. Thì cái con nhỏ này á, lúc đó như là bà cụ non vậy đó, vô nhà người ta mà ngồi á, chỉ có đọc sách thôi, đọc sách từ đầu cho tới đuôi. Rủ đi coi phim thì nhỏ này mới nói là nó không thích đại Mỹ, nó không thích tiếng Mỹ, nó ghét cái gì Mỹ lắm. Các bạn phải nên biết, nếu mà sống lâu bên xứ Tây thì các bạn sẽ hiểu là người châu Âu á, họ không có mấy gì thích người Mỹ. Họ có phần khi dễ người Mỹ là họ thấy là người Mỹ là cái văn hóa người Mỹ là nó tạp nham. Trong đó châu Âu thì họ có một cái truyền thống lâu đời. Thì lúc đó trong đầu của Gogo nó đã nhớ tới cái con nhỏ này là một cái bà cụ non, là một cái bà già đang mới kiến cận thị dày. Asuma nói là hai mẹ con nó là đã qua Mỹ định cư luôn rồi. Nghe nói là cái đứa con gái là mới chia tay bạn trai cũng không lâu thì cũng đang buồn. Hôm mấy ngày tụi con có hẹn ra gặp mặt uống cà phê nói chuyện đi. Thì có nghĩa là trong lòng của Asuma, cô vẫn muốn là có đứa con dâu người Ấn Độ, chứ cô không muốn có đứa con dâu là Mỹ trắng. Thì lúc này thằng Google nó đang buồn mà, thì nó má nó đưa cho nó số điện thoại thì mới gọi cho nhỏ đó, thì hẹn ra gặp mặt nói chuyện. Không ngờ cái ngày mà nó ra đó, thì nó không ngờ là cái con nhỏ này bây giờ là lột xác, trở thành một cái cô gái là quá là sexy, quá là cực kỳ hấp dẫn luôn. Sành điệu, uống rượu, hút thuốc, phì phèo, coi như là ăn chơi rất là sành điệu luôn. Thì cái thằng cô này đó là cái đứa mà nó hướng Tây mà các bạn, thành ra nó thấy cái hình ảnh đó, nó rất là thích, nó rất là bị kích thích luôn. Thì hai bên nói chuyện qua lại, bên hai bên đứa nào cũng là đang thất tình hết. Thì lúc này thằng cô nó mới nói một câu là hay là mấy mình làm cho hai bà mẹ này vui hơn bằng cách là mình tiếp tục hẹn hò nhau đi, gặp mặt nhau đi. Thì sau đó tụi nó mà hẹn hò gặp mặt với nhau. Thì không bao lâu sau đó, thằng Gogo nó quyết định là cưới nhỏ này. Coi như là một cái đám cưới chớp nhoáng diễn ra. Sau khi mà nó hẹn hò nhỏ này không được bao lâu hết trơn. Tại vì lúc này là thằng Gogo nó đang trong một cái tâm trạng mà nó rất là ân hận. Nó muốn quay trở về với cái cội nguồn của nó. Nó muốn trở lại thành một cái người Ấn Độ thuần túy. Nó bây giờ là nó không còn bài Ấn mà là bây giờ là nó bài Mỹ. À, do đó mà nó mới quyết định nó cưới con vợ Ấn Độ luôn. Thì cái người vui mừng là Asuma, là mẹ nó. Thế nhưng các bạn biết không, cái cuộc sống của vợ chồng nó không có được bao nhiêu tháng ngày hết. Thì cái con nhỏ vợ của nó đó là một cái đứa mà ta nói là cái tư tưởng là nó quá lãng mạn đi. Cái con nhỏ này thất tình với lại cái thằng bạn trai cũ người Pháp không bao lâu sau khi đám cưới, thì nó lại có cơ hội chạm trán cái thằng bạn trai cũ của nó. Thì ta nói tình cũ hôm rủ cũng tới, hai đứa nó trở lại với nhau. Thì cái con vợ của thằng Cô coi như là ngoại tình. Thì một ngày đẹp trời á, nói chuyện vô tình á, thay vì nó kêu tên Cô chồng nó thì nó kêu Pierre, nó kêu lộn tên của thằng bạn trai nó. Thì thằng cô mới biết được là con vợ ngoại tình, mới chính thức ly dị. Khi mà nó ly dị cũng trở về nhà thì Asuma cô hối hận, cô nói là lỗi là hoàn toàn do cô. Nếu như cô không có gợi ý nó đi gặp con nhỏ này thì rất có thể là nó sẽ làm què lại với lại nhỏ bạn gái Mỹ của nó. Không chừng bây giờ hai đứa nó thành vợ thành chồng, có con cái đề huề, không chừng hạnh phúc hơn rồi. Thằng cô nó mới nói là không, mẹ đừng như vậy, mẹ không sai gì hết, mẹ đâu phải là con để mà mẹ biết con muốn gì. Và nó nói một câu rất là hay, nó nói ngay cả con còn chưa biết là con muốn gì nữa thì làm sao mẹ hiểu được là con muốn gì. Do đó mẹ đừng tự trách mình. Từ lúc mà hai mẹ con nói chuyện nhau là thằng Gogo nó đang ngồi trong phòng của nó, ở trên chiếc giường mà hồi còn nhỏ nó ở chung với cha mẹ nó. Thì cái lúc này á, nó ngồi trong phòng nó buồn á, thì vô tình nó thấy cái quyển sách nằm ở trong cái thùng giấy ở dưới gầm giường. Cái quyển sách đó là đúng cái hôm mà ba Xuyển nói là ba nó gõ cửa đi vô, cái hôm tối đó là hôm đó là sinh nhật của nó. Ba nó mua cái quyển tiểu thuyết của nhà văn Nikolai Gogol đã tặng cho nó cái hôm đó. Mà nó nở lòng nào, cho tới cái ngày mà ba nó chết rồi, nó cũng chưa từng một lần nó cầm cái cuốn sách đó lên, nó mở cái món quà đó ra coi là ba nó tặng cái gì. Khi mà nó bây giờ nó cầm cái quyển sách nó lên, quyển sách nó bám bụi đầy hết trơn, nó phủ bụi ra, xong mở ra bên trong là nó thấy rõ là có cái dòng chữ viết tay mà ba nó viết tặng cho nó luôn. Mà nó chưa bao giờ một lần mà nó cầm cái cuốn sách đó lên thì làm sao mà nó nhìn thấy được những cái dòng chữ ba nó viết tặng cho nó. Trong đó ông viết cái câu tặng nó như thế này: cha tặng con cái quyển sách của người mà tặng cái tên của ông cho con. Ở bên dưới là ông ký tên cho A Sục, tên của ông. Ông viết một cái câu ngắn gọn thôi mà nó đầy đủ ý nghĩa, rất là hay luôn. Một cái dòng chữ tặng sinh nhật con trai mình ngay trên cái trang đầu tiên của quyển sách, mà nó nở lòng nào, chưa bao giờ nó cầm qua một lần, chứ đừng nói là nó đọc. Thì cái lúc này thằng Coco nó đọc cái dòng chữ đó, nước mắt nó rớt, nó mà ướt hết cái trang giấy. Coco nó ôm cái quyển sách đó, nó khóc không thành tiếng luôn.
cái lúc đó nó có cho cha nó nói chuyện với nó lời nào đâu. Mỗi lần mà nó gặp ba má nó ậm ạ mượn cho qua chuyện, ba nó hay má nó mà muốn nói gì nó một câu mà cho nó đầy đủ trọn vẹn cũng có bộ cũng còn hơi khó. Cái kiểu như bác sĩ đã nói là có gì nói lẹ lên đi, con còn bận lắm, con nhiều chuyện phải làm lắm, nói cho nó lẹ lên đi. Tức là nó không có đủ kiên nhẫn để mà nó nghe hết trọn vẹn một cái câu nói của ba nó, của má nó. Cuộc sống bận rộn tới mức độ gì, nhiều khi sự thật là mình không hiểu luôn. Bận thì ai cũng bận hết, nhưng mà mình đặt cái gì là nó trên hết, cái tình cảm gia đình, cái sự mà gắn bó gia đình, mà spend time, bỏ thời gian với nhau. Bây giờ ở bên đây nó để ra một cái vụ là giữa cái quantity time với quality time, ba Xuyên không có muốn để mà ngồi để mà phân tích cái sự khác biệt giữa hai cái đó. Như ba Xuyên đã giải thích khi nãy rồi, cái nào cũng là time, cái nào cũng là cái lượng thời gian hết. Mà đã bàn tới cái lượng thì nó là hữu hạn chứ nó không vô hạn, là nó có một thời gian nhất định, nó bị giới hạn bởi thời gian. Vậy thì mình ngồi đây mình nói về cái sự khác biệt giữa hai cái để làm gì? Nếu mình nói là mình chỉ muốn cho ai đó một cái thời gian mà nó có giá trị, nó quality, cái quality time đó chỉ là một cái biện minh cho cái chuyện mà mình không bỏ thời gian ra để mà mình spend time với một ai đó, một cái món quà của một người cha tặng cho cái đứa con bấy lâu nay, mà cho tới giờ phút này cái đứa con nó mới mở ra xem thì đã quá muộn màng, đủ để cho nó ân hận cả một đời. Ashima cô bước vô phòng, nhìn con trai cô cầm cái quyển sách đó trên tay. Cô nói với nó như thế này, cô nói là không có ngẫu nhiên mà con tìm thấy được quyển sách này đâu, là cha con hiển linh cho con thấy đó. Con hãy đi tìm lại những cái thứ thuộc về con đi. Đôi khi các bạn chưa chắc là chúng ta hiểu rõ về mình, hiểu là mình muốn cái gì, đâu mới là cái cuộc sống mà mình mong muốn, đúng không các bạn? Bởi vậy mới có cái câu là tôi đi tìm tôi, nó là như vậy đó. Chúng ta chỉ có thể vui thật sự khi mà chúng ta sống được cái cuộc sống mà chúng ta mong muốn thôi, bởi vì nó sẽ quyết định hết tất cả. Trong cái cuộc sống mà bạn mong muốn đó đó, bạn sẽ rõ ràng được ai mới là người thích hợp đi hết cuộc đời này với bạn. Tình yêu bây giờ nè, là lúc ba Xỉn nhắc lại hồi nãy mới vô đầu ba Xỉn có nói, nhưng mà để cuối phim ba Xỉn nói thì bây giờ ba Xỉn nói. Tình yêu các bạn nó rất là cao đẹp, đến mức mà nó khiến cho mình nghĩ tình yêu nó là tất cả. Nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi mà bạn nhận ra là tình yêu nó không còn là cái thứ tất yếu để có thể định đoạt cho cái hạnh phúc của mình. Bởi vì cái thứ mà có thể giúp cho chúng ta đi hết cái đoạn đường này đôi lúc lại không phải là tình yêu, mà chính là người bạn đồng hành có thể hiểu được chúng ta nhất, giúp cho chúng ta hiểu rõ chúng ta là ai và chúng ta cần cái gì. Ashima, cô may mắn hơn con trai của cô khi mà cô có được cái người bạn đồng hành rất hiểu cô. Sự thấu hiểu qua sụp dành cho Ashima đó, ba Xuyên gọi nó là tình yêu. Cái thứ tình yêu cần có trong hôn nhân, trong đời sống của mỗi gia đình. Chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ nó ngoài cái khuôn khổ rằng người phụ nữ là có thể mang vài tay của đàn ông. Chính bản thân Ashima các bạn, cô chưa bao giờ nghĩ là cái cuộc sống này nó thích hợp với cô hết, nhưng cô lại hoàn toàn vui vẻ chấp nhận nó như những gì mà số phận đã an bài cho cô. Có lẽ vì vậy, nhờ vậy mà Ashima cô mới luôn mãn nguyện với cuộc sống của mình. Chưa bao giờ, chưa một lần cô nghi ngờ và cô tự hỏi là liệu bản thân mình có hạnh phúc không. Nhờ vậy mà cô hạnh phúc. Bây giờ Ashima coi như đã xong bổn phận, con cái nó lớn hết rồi. Cái hôm đó Ashima tổ chức một buổi tiệc thân mật nho nhỏ, mời bạn bè tới hết. Thì trong cái bữa cơm đó, bữa tiệc đó, cô mới tuyên bố là cô quyết định cô bán căn nhà này, căn nhà mà chồng cô để lại cho cô. Sau khi bán nhà rồi thì cô sẽ ở 6 tháng bên Mỹ và 6 tháng bên Ấn Độ. Bây giờ là lúc mà cô muốn sống cái cuộc sống mà cô mong muốn, đó là cô đi học hát. Cô rất thích hát, rất thích nhảy múa. Cô sẽ làm những thứ mà thời tuổi trẻ cô rất là mong muốn được làm. Nhưng mà cô phải làm vợ làm mẹ quá sớm. Sau khi tuyên bố xong thì đến lúc mà tàn tiệc bạn bè về hết rồi, thì lên lầu thì nhìn thấy cái thằng con nó ôm cái quyển sách nó khóc vậy, thì Ashima cô mới nói là tất cả lỗi là do cô hết. Bây giờ cô không đi đâu nữa hết, cô sẽ ở lại Mỹ này. Lúc này cô không thể nào bỏ con cô được. Thì cô nó nói là đừng, mẹ đừng có vậy. Mẹ hay ích kỷ một lần đi, mẹ hay sống cho mẹ một lần đi. Hãy làm những cái gì mẹ mong muốn. Con nói này ra không biết mẹ có tin không, chưa bao giờ con cảm thấy con tự do như lúc này. Con thấy tâm hồn con tự do nhất. Con không trách mẹ đâu, chưa bao giờ con trách mẹ. Mà con rất cảm ơn mẹ. Chỉ khi nào mà mình muốn thoát ra để mình đi tìm lại chính mình, thì lúc đó mới là lúc mà mình cảm thấy cái tâm hồn mình tự do nhất. Thì chỉ có lúc đó mình mới tìm về được chính mình, tìm về được cái cội nguồn của mình. Mình là ai, mình muốn gì, ai mới là người thích hợp với mình nhất, đâu mới là nơi mà mình có thể tiếp tục cuộc sống vui vẻ. Cái hình ảnh Google ngồi trên xe lửa đọc cái quyển tiểu thuyết của nhà văn Nikolai Gogol mà của ba nó tặng cho nó cái hôm sinh nhật đã khép lại cái bộ phim của ngày hôm nay.
Coco cuối cùng đã chọn cho mình cái cuộc sống tự do để đi tìm hiểu chính mình. Thật ra là Coco muốn cái gì? Mỗi người con gái như thế nào mới thật sự là thích hợp với là Coco nhất? Thuần mỹ hay là thuần ấn, hay là sự hòa hợp giữa đông tây lẫn nhau? Cuộc sống đôi khi cũng nên nổi loạn một lần để mình không có tiếc rẻ là mình không đủ can đảm để sống cho bản thân. Bởi vì chỉ sau khi mà mình đã một lần sống cho cái bản thân mình rồi đó, thì chừng đó mình mới nghiệm ra, mình mới ngạc nhiên khi mà thấy được là thực chất á, sống cho người khác mới thật sự là sống, còn sống cho bản thân mình chưa phải là sống đâu. Tại sao bác sĩ nói như vậy? Là bởi vì á, chỉ có khi mình sống cho người khác thì mình mới là người may mắn. Bởi vì mình cũng có được người để cho mình sống vì họ. Và họ là ai? Họ chính là người thân, là tình thân, là gốc rễ, là cội nguồn, là giọt máu, chứ mình không phải lạc loài. Bác sĩ hy vọng là cái câu chuyện ngày hôm nay sẽ đem lại cho các bạn một cái buổi tối cuối tuần thật là sâu lắng. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc, an lành và hạnh phúc. Bác sĩ bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn lần sau. Bye bye. Bye bye. Thank you.